xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy trong trường tiểu học Yên Hòa. Thông tin ban đầu từ trường tiểu học Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết, có thể do chập điện dẫn đến xảy ra vụ cháy trong trường trưa ngày 15 tháng 2. Như đã thông tin, trưa ngày 15 tháng 2 tại trường tiểu học Yên Hòa xảy ra vụ cháy. Theo thông tin ghi nhận từ hiện trường, có khói bốc lên từ phía tòa nhà giáp mặt đường Hạ Yên Quyết. Trong clip ghi lại, nhiều học sinh chạy trong khuôn viên trường kèm theo tiếng la hét. Ba xe cứu quả được điều động đến xử lý đám cháy phụ huynh học sinh tập trung rất đông khu vực cổng trường. Đến khoảng gần 13 giờ cùng ngày đám cháy đã được xử lý, học sinh được các thầy cô giáo hướng dẫn tập trung tại sân trường. Một số phụ huynh học sinh được liên hệ đến đón con về. Một phụ huynh có con học lớp 1 tại trường cho biết, anh đang ở khu vực Vũ Trọng Phụng thì nhận được tin trường học bị cháy nên chạy đến đón con. Con tôi học ở tầng 1 trong khi cháy xuất phát từ dưới tầng hầm, rất may cháu và các bạn không việc gì. Anh này nói, kể lại sự việc cho bà nội qua điện thoại cháu bé nói khi cả lớp chưa ăn xong tắt điện để đi ngủ thì xuất hiện khói và có mùi khét cả lớp đều chạy ra khỏi trường hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực tầng hầm của trường tiểu học yên hòa nơi xuất phát vụ cháy nhiều cán bộ chiến sĩ công an có mặt để khảo sát hiện trường theo ghi nhận dưới tầng hầm có nhiều xe đạp của học sinh khói ám đen cả mặt trên tầng hầm phía trường tiểu học yên hòa cho biết khoảng vài chục phút sau khi phát hiện đám cháy đã được dập tắt đám cháy không gây thiệt hại gì người dù có gây bất ngờ quảng hốt cho cả giáo viên và các học sinh. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chúng tôi đã gọi điện tới tổng đài 114, gọi công an phường, đồng thời nhờ lực lượng bảo vệ của trường mầm non Yên Hòa, lực lượng bảo vệ tòa chung cư đối diện tham gia phân luồng học sinh, dĩ này nói. Theo dĩ này, các giáo viên nhà trường đã kiểm điểm toàn bộ học sinh, đồng thời liên hệ với phụ huynh học sinh để đón con về. Trong thời gian lo xử lý vụ cháy, các giáo viên vẫn đảm bảo người đến đón con phải rõ thông tin và báo lại cho phụ huynh trong nhóm liên lạc để tránh những tình huống sơ xuất. Đến nay, cơ bản vụ cháy đã được xử lý xong. Chúng tôi cũng đã thông báo cho các phụ huynh đến đón con vì chiều ngày 15 tháng 2, các con được nghỉ học. Về nguyên nhân vụ cháy, hiện lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý. Nhưng thông tin ban đầu có thể do chập điện gây ra, vị này thông tin thêm. Thưa quý vị, tối 14 tháng 2, theo đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội xử lý người đang thông tin sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Ngày 4 tháng 2, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện tài khoản TikTok có tên TT010280 đăng tải phát tán video có nội dung cắt ghép thông tin sai sự thật liên quan đến bài phát biểu của thiếu tướng Đinh Văn nơi tại thời điểm ông mang hàm đại tá, giữ chức giám đốc công an tỉnh An Giang. Ngay sau khi phát hiện, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an thành phố Hà Nội xác minh, xác định chủ tài khoản tên là TMT, sinh năm 1976, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan công an, TMT thường nhận hành vi sử dụng tài khoản TikTok đăng tải, phát tán một video có nội dung cắt ghép thông tin sai sự thật liên quan đến bài phát biểu của thiếu tướng Đinh Văn nơi, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng. Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan công an phát hiện tài khoản trên còn đăng tải một số bài viết có nội dung thiếu kiểm chứng liên quan đến lãnh đạo đảng, nhà nước. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao yêu cầu TMT xóa bỏ các bài viết có nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm, đồng thời bàn sao hồ sơ vụ việc cho Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận xử lý hành vi vi phạm của TMT. Thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ việc FLC bị Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định hủy niêm yết cổ phiếu, FLC đã kiến nghị cơ quan quản lý cần đặc biệt xem xét đến các lý do khách quan cũng như hoàn cảnh bất khả kháng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin. FLC cho biết, trong thời gian gần đây, tập đoàn này và các đơn vị thành viên phải đối mặt với nhiều nguy cơ khó khăn trong quá trình hoạt động do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các thông tin cũng như các vấn đề phát sinh liên quan đến việc một số cựu lãnh đạo bị tạm giam để điều tra. Một trong những ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự việc nêu trên là trong thời gian dài, công ty không thể tìm kiếm được công ty kiểm toán, chấp thuận kiểm toán cho báo cáo tài chính. Sau rất nhiều nỗ lực, ngày 20 tháng 9 năm 2022, FLC đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn UHI. Theo đó, UHI sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan, đến thời điểm hiện tại, FLC vẫn chưa nhận được kết quả kiểm toán của UHI xác định việc chưa có báo cáo tài chính kiểm toán xuất phát từ các nguyên nhân bất khả kháng, doanh nghiệp này đã liên tiếp có văn bản gửi các cơ quan quản lý nhà nước để giải trình và kiến nghị cơ quan quản lý xem xét hỗ trợ. Ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can là lãnh đạo cán bộ nhân viên của hai cơ sở thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An về tội nhận hối lộ. Trong số 11 bị can có bị can Nguyễn Quý Khánh sinh năm 1967 là giám đốc trung tâm, hai phó giám đốc Nguyễn Trinh Tài và Nguyễn Viết Đức, 8 bị can còn lại gồm 5 trưởng phòng, 3 cán bộ và nhân viên đăng kiểm thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra thêm một số đối tượng về tội đưa hối lộ. Theo cơ quan điều tra, các cán bộ đăng kiểm đã móc nối với một số cò để chủ phương tiện được bỏ qua các lỗi vi phạm, tùy vào lỗi vi phạm số tiền đưa 200.000 đến 1 triệu đồng một xe. Tiền hối lộ được cò kẹp vào các tờ giấy xe và đưa cho các đăng kiểm viên. Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền nhận hối lộ sẽ được ông Khánh, Đức và Tài chia theo chức năng, vị trí công việc cho cán bộ nhân viên của trung tâm định kỳ 2 tuần một lần. Tại cơ quan công an, bước đầu các bị can cũng đã thừa nhận hành vi sai phạm, một số đã nộp lại số tiền đã nhận hối lộ. Trước đó, vào ngày 4 năm tháng 2, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét hai cơ sở của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An là 3701S tại thành phố Vinh và 3702S tại thị xã Thái Hòa. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác nhận ổ bánh mì đặt mua qua ứng dụng thương mại điện tử nổi tiếng. Người đàn ông Ấn Độ đã sợ mất vía khi nhìn thấy con chuột nằm ngoe nguẩy trên những lát bánh. Cụ thể, anh Nitin Arora đã đặt ổ bánh mì sandwich này trên ứng dụng của Blinkit, một công ty khá nổi tiếng ở Ấn Độ. Khi người giao hàng mang bánh tới nhà cho Nitin, anh kinh hoàng khi nhìn thấy con chuột còn sống nằm ở trên những lát bánh. Nitin cũng chia sẻ rằng đây chính là trải nghiệm mua hàng online tồi tệ nhất của anh từng trải. Ngay sau trải nghiệm đáng quên này, thì ngay lập tức Nitin đã đăng tải một vụ việc lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. Đa số đều không khỏi dùng mình trước cảnh tượng như vậy. Dù vậy, một số bình luận cho rằng người đàn ông đang cố tình câu view, bởi có chỗ sống thì khó có thể lọt được vào gói bánh như vậy. Đáp trả những nghi ngờ này, Nitin Arora nói rằng mình đã báo cho công ty Blinkit về vụ việc gửi ảnh và video kèm theo để chứng minh. Được biết, người phát ngôn của ứng dụng đặt hàng Blinkit đã lên tiếng xin lỗi Arora vì sự việc đáng tiếc trên. Phía Blinkit cũng cho rằng họ cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về vệ sinh và an toàn, đồng thời khẳng định mọi khách hàng sẽ nhận được những sản phẩm có chất lượng và dịch vụ tốt nhất, và sau đó lên tiếng xin lỗi vì sự việc này đã khiến niềm tin của khách hàng bị lung lay. Đồng thời thông báo rằng sẽ không cho cửa hàng bánh mì này hoạt động trên nền tảng đặt hàng Blinkit nữa.